Quang Hải, tôi không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, bị suy diễn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thất vọng khi không được đồng hành với đội tuyển Việt Nam trong trận thua Indonesia. Anh muốn hướng về phía trước và để lại những điều buồn bã lại phía sau. Trong thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không ra sân một phút nào. Sau khi không được đá chính, Quang Hải chờ đợi việc được vào sân từ ghế dự bị. Ánh mắt của Quang Hải hướng vào trong sân với một khát vọng. Nhưng lần lượt các cầu thủ vào sân không có tên anh. Đình Bắc, Văn Toàn, Thành Long, Tấn Tài đã vào sân. Quang Hải hy vọng cái tên cuối cùng là mình. Nhưng không, đấy lại là Minh Trọng. Quang Hải buồn bã đi vào cabin. Nhưng anh cũng không thể giấu nổi sự thất vọng khi niềm hy vọng vụn vỡ. Quang Hải đá mạnh thùng nước rồi ôm mặt buồn bã. Trao đổi với báo giới, Quang Hải cho rằng là một cầu thủ, anh luôn khát khao được chơi bóng, được cống hiến cho đội tuyển. Anh nói, tôi hơi buồn và thất vọng khi không được vào sân, không được chiến đấu và cống hiến khi đội nhà đang bị dẫn bàn. Quang Hải cũng hiểu rằng những hành động của mình đã được ghi lại bởi truyền hình. Nhưng anh mong câu chuyện khép lại vì tất cả cũng đã qua. Trận đấu đã kết thúc, đội tuyển thất bại và huấn luyện viên Chu Xie cũng nghỉ rồi. Tôi nghĩ huấn luyện viên Chu Xie cần được cảm thông. Ông ấy có triết lý và cách dùng người riêng. Chúng ta phải tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng. Tôi không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, bị suy diễn. Tôi muốn hướng tới phía trước, Quang Hải nói. Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định dù không có nhiều cơ hội để vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 nhưng nếu được trao cơ hội, anh sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tạm thời, Quang Hải dành sự tập trung cho việc tổ chức đám cưới với bạn gái Chu Thanh Huyền vào ngày 28 tháng 3 tại Đông Anh, Hà Nội.